Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2021, dưới sự chỉ đạo của Hòa thượng Thích Giác Toàn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Chư Tôn Đức Phó Viện trưởng, Ban biên tập và ấn hành tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo 6 trung tâm dịch thuật đã có cuộc họp nhằm thống nhất cấu trúc tổng quan cho phần tổng mục lục, đánh số của các bản dịch về Phật giáo Bộ Phái và Phật giáo Đại Thừa. Buổi họp được diễn ra trên nền tảng Zoom suốt hơn 3 giờ đồng hồ. Phiên họp chiều nay được đặt dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Viện trưởng và sự tham dự của Thượng tòa Thích Tâm Đức, Phó Viện trưởng Thường Trực, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thượng tòa Thích Nhật Từ, Đồng Phó Viện trưởng kim Tổng Biên tập Bộ Thánh điển Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Tổng Thư ký, Thượng tòa Thích Phước Tiến, Phó Thư ký kim trưởng ban tài chính, cùng sự tham dự của Chư Tôn Đức Tăng Ni của 6 trung tâm dịch thuật. Tại buổi họp, Hòa Thượng Thích Giác Toàn phát biểu chỉ đạo định hướng để thống nhất các bộ kinh trực thuộc Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam. Trong phiên họp trước đó, vào ngày 13 tháng 9, Viện Nghiên cứu Phật học đã báo cáo tình hình dịch thuật cũng như đã nhanh tiến độ dịch các bộ kinh đã được phân công nhằm hướng đến việc ứng hành để chào mừng Đại hội Phật giáo năm 2022. Trên tinh thần hướng đến sự thống nhất, tổng mục đục cho tam tạng thánh điển Phật giáo Việt Nam, Chư tôn đức nêu ra ý kiến đóng góp. Bên cạnh đó là trình bày các vấn đề mắc phải trong quá trình hoàn thành bộ kinh. Cũng trong phiên họp, Thượng Tọa Thích Giác Hoàng báo cáo tình hình ứng hành cụ thể trong năm 2020. Viện đã ứng tống và cho ra mắt bốn bộ kinh của cố Hòa thượng Thích Minh Châu. Đồng thời cũng đang dò bản và sẽ dàn trang bốn bộ A Hàm do Trung tâm Dịch thuật Trí Tịnh thực hiện gần ba năm qua. Theo phát biểu của Thượng Tọa Thích Tâm Đức, Phó Viện trưởng Thường trực Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam dù khó khăn như thế nào các thành viên vẫn cố gắng hoàn thành tam tạng thánh điển phật giáo việt nam hòa thượng viện trưởng đúc kết phiên họp hòa thượng nhấn mạnh nên tôn trọng thành quả của các bậc tiền bối hữu công ngày trước mặc dù ngôn ngữ thời trước nhiều từ hán việt ảnh hưởng bển văn hóa nho lối sống cổ nhưng cần lưu lại để thế hệ sau biết được thành quả ngày hôm nay có phần kế thừa của bậc tôn túc ngày trước qua đó hòa thượng cũng khuyến khích chưa tôn đức hiện tiền hay thế hệ sau nên chú trọng vào những bộ kinh chưa được dịch và ưu tiên phần chính trước phần phụ sau. Được biết công trình phiên dịch các bộ kinh khác cũng đang được rút gọn thời gian cho ra kết quả như bộ kinh thuộc Phật giáo bộ phái, bộ bổn duyên, trong đó có cả bộ kinh Bát Nhã của Phật giáo Đại thừa cũng dự kiến sẽ được ấn tống vào cuối năm 2022.